Tại sao chính quyền Cộng sản Việt Nam cho phép người dân quậy tưng bừng khoái lửa? Quậy tưng bừng khoái lửa. À, ra đường quậy cứ như bết salad luôn. Sau cái mỗi trận bóng đá mà đội Việt Nam thắng. Rất lạ phải các bạn. Tại sao tôi nói lạ như vậy các bạn? Ở Việt Nam các bạn, người ta rất sợ tụ tập đông người. Sợ kinh lắm, tụ tập cỡ 20-30 người là người ta sợ lắm rồi. Thậm chí những cái thành phần mà trí thức các bạn à, mà liên hệ hẹn với nhau mà tụ tập cỡ chừng 20-30 người trong một quán cà phê là người ta đã sợ rồi. Nhiều khi là phải xin phép, phải nói lý do tại sao lại là tụ tập họp nội dung gì, người ta rất sợ. Huống gì mà tụ tập cả 100 người người ta sợ ghê lắm. Nhưng mà đằng này các bạn, sau mỗi trận bóng đá nhất đội Việt Nam thắng, người ta cho người dân tràn ra đường cả hàng ngàn người mà cứ như là khắp nơi loạn ngoài đường vậy, mà tại sao người ta không sợ? Và thậm chí người ta lại khuyến khích người dân lại làm như vậy nữa. Tại sao lại như vậy? Tại sao như vậy? Chính cái livestream này tôi và các bạn sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Cái việc tụ tập đông người này thì các bạn Việt Nam gọi là đi bão. Và cũng trong cái livestream này tôi sẽ giải thích cho các bạn cái từ đi bão nó xuất phát từ đâu. Tất nhiên là tôi dựa vào một cái bình luận khán giả. Quên. Lại quên trời, hàng chứ thấy cái lỗ tai trống 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 dễ chịu. Đeo cái này vô nha. Đeo cái này vô nó khó chịu một chút. Nhưng mà bù lại là tôi kiểm soát được cái âm lượng. Âm lượng cho nó đều đều đều, không có nhỏ quá, mà nếu mà nó to quá nó ra các bạn. Để vô. Thật tình tôi cũng khoái cái vụ này lắm, nhưng mà thôi kệ, vì khán giả à, vì sự tiện lợi khán giả cho nên tôi hy sinh khó chịu một chút cũng được. Alo alo alo, được, ngon quá, uống miếng nước. Thật tình mà nói nha, tôi nói thật tình luôn đó, về cá nhân tôi này, ngay khi mà tôi đang ở Canada này, chứ còn ở Việt Nam thì khỏi phải bàn rồi. À, tôi nói ở Việt Nam tôi là một tay cá độ bóng đá, mà tôi giàu lên nhờ cá độ bóng đá. Ngay tôi ở Canada các bạn nha, ngay tôi ở Canada nha, cũng 10 năm rồi đó. Nhưng mà tôi nghe ở Việt Nam, nhất mấy môn thể thao, nhất là môn bóng đá, tôi nghe đội Việt Nam thắng, thật sự tôi vui. Tôi nói thật sự như vậy đó, thật lòng luôn đó. Cảm thấy mình lăng lăng vui, tức là mình nhớ lại những cái thời gian mình ở Việt Nam. Ở Việt Nam tôi hồ hởi lắm, nhưng mà qua đây thì nó bị chi phối nhiều cái. Thật sự nó bị chi phối nhiều cái. Nhưng mà tôi nghe đội Việt Nam thắng là trong lòng mình cảm thấy mình vui. Thật sự nhé, tôi nói thật sự đó. Vui thật. Ở Việt Nam tất nhiên là vui rồi. Nhưng mà ở Việt Nam các bạn, ở Việt Nam tôi quay không sót trận nào, từ khi mở màn cho đến khi kết thúc. Thì khi mà đội Việt Nam mà thua thật sự là buồn. Buồn chứ, mặc dù là vòng ngoài nhưng mà cũng buồn, thật sự như vậy. Nhưng mà cái nỗi buồn đó nó buồn rồi cỡ chừng vài tiếng đồng hồ sau nó hết buồn. Nói vài phút thì hơi quá đáng, nhưng vài tiếng là hết rồi. Rồi đội Việt Nam thắng mình vui, trời ơi hồ hởi. Ở nhà ví dụ đi qua được thì vui, mà không đi qua được ở nhà cũng giơ tay giơ chân rồi vậy đó. Hoặc là vô quán cà phê rồi cũng vui vẻ với tất cả mọi người như vậy đó. Nhưng mà tôi chỉ mức độ như vậy thôi. Ví dụ như là thường tôi qua đá banh là tôi vô quán cà phê. Thường thường ở Việt Nam vui. Còn nếu trường hợp mà đá lên sân mà đi được thì tốt, mà không thì mình bán con cà phê. Thì lúc qua thì cũng hồ hởi vui vậy đó, đến khi Việt Nam thắng cũng vui, cũng la hét vậy đó. Nhưng mà khi bước ra quán là xong các bạn. Thì tôi phải lái xe tôi về, bình tĩnh tôi về. Tôi không có đi bão. Vậy là xong rồi, cuộc vui vậy là xong rồi đó. Thì bây giờ tôi nói cái tâm trạng tôi như vậy. Chứ đừng có nói là ông không đi bão được, ông nói không có. Thật sự như vậy nha, ok. Bây giờ đây này, bây giờ nói phần tiếp này. Thì như các bạn biết á, nói về cái khả năng trình độ đá bóng á, thì như tất cả các bạn biết, Đông Nam Á là một vùng trũng. Cái này chuyên gia nói là tức bay cái ranking trên FIFA mình biết liền đúng không? Vùng trũng. 10 nước Đông Nam Á mà thật sự các bạn đếm những cái nước nào đá bóng được? Có mấy nước vậy mấy? Việt Nam, mình nói Đông Nam Á nha, Việt Nam. Bữa trước là Thái Lan đầu đó, Thái Lan, Việt Nam. Rồi ai nữa? Rồi Malaysia, rồi Philippines,
ha. Rồi Singapore. Hết rồi. Còn mấy anh kia đáng cái gì? Cà quẹt đáng cái gì? Thì tầm 8 như vậy. Cho nên á, người ta tính bình quân á, à, cái khả năng mà chơi bóng của thế giới á, thì vùng Đông Nam Á là vùng trũng. Có nghĩa rằng á, là cái vùng này là đá tệ nhất thế giới. Tính bình quân nha, tệ nhất thế giới. Không có vùng nào tệ hơn. Cho nên tranh tranh cái giải gọi là SEA Games. SEA tức Đông Nam Á, Southeast Asia, tức là SEA Đông Nam Á viết tắt cái chữ vậy. Game, game là gì? Là trò chơi. Các bạn thấy, SEA Games 31 tức là cái trò chơi khu vực Đông Nam Á. Và các bạn hiểu đây chỉ là trò chơi mà thôi. Người ta ghi thẳng nó nghe SEA Games, nghe các bạn biết SEA là gì không? SEA viết tắt chữ Đông Nam Á, SEA là Seoul. À, SEA là S đúng không? A, SEA Game, tức là Southeast Asia, Đông Nam Á. Game là chơi chứ nữa. Game là chơi đó, tôi dạy nghĩa các bạn ngay luôn đó. SEA Game là gì? Là trò chơi của khu vực Đông Nam Á. Rồi trong đó có bộ môn bóng đá cũng là trò chơi gì nữa. Có nhiều môn mà trong đó có môn bóng đá. À, mà dân Việt Nam là quan tâm cho bóng đá nhiều cho nên tôi bình luận bóng đá. Thì như vậy bóng đá là một trò chơi. Mà SEA Games 31 cụ thể là một trò chơi trong khu vực Đông Nam Á lần thứ 31. Đơn giản không? Nó viết trình đình đó mà, SEA Games mà. Thì là trò chơi. Trò chơi là trò chơi. Chơi cho vui. Mình không chơi, mình coi. À, họ chơi. Mình coi người ta chơi. Nhưng mà trong đó có đội Việt Nam. Mình là người Việt Nam. Nếu đội Việt Nam thắng thì mình vui một chút. Trò chơi mà, chơi giống đánh bài, chơi thắng mình vui chứ bộ. À, thì vui thôi. Nếu mà thua, hơi buồn chút. Hơi buồn chút nữa thôi, đi về vui vẻ. Không có vấn đề gì cả. Tại vì đây là một trò chơi. Chứ không phải là tinh thần dân tộc rồi Việt Nam mãi đỉnh rồi rồi thế này thế kia, các bạn sai lầm rồi, các bạn bị dắt mũi rồi. Tôi nói vậy có đúng các bạn? Ngay cả tôi nói là ngay cả cái như là cái tên mà cái môn thi đấu các bạn vừa rồi sang ở Việt Nam đó, SEA Games, game mà biết từ game đó chứ nữa. Game là trò chơi. Mà SEA viết tắt ba chữ đó Đông Nam Á, trò chơi của Đông Nam Á lần thứ 31 thì trò chơi mà có gì đâu. Chơi vẫn là chơi mà thôi. Cái đây đâu có thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết rồi Việt Nam mạnh nhất, Việt Nam mãi đỉnh đâu có. Hai cái chuyện nó khác nhau. Việt Nam mãi đỉnh chuyện khác, tinh thần dân tộc nó chuyện khác, nó không thể hiện qua cái chuyện này. Tinh thần dân tộc đội bóng thì mấy người đó thôi. Những cầu thủ đó sân rồi những cầu thủ dự bị tổng cộng lại cái chân mấy người rồi đó. Chứ dân tộc cái gì? Đoàn kết cái gì? Những người đó thôi, trong đội bóng của họ thôi, có gì đâu mãi đỉnh, có gì đâu mà tinh thần dân tộc, nó không có liên quan đến cái vụ này các bạn. Cho nên bạn nào mà cứ nghĩ là bóng đá là tinh thần dân tộc rồi Việt Nam mãi đỉnh rồi rồi Cộng hòa Xô Viết Việt Nam rồi Bác Hồ muốn năm, không có đúng, các bạn bị dắt mũi lúc nào mà không hay. Ok, tôi giải thích như vậy rõ nha. SEA Games, game là chơi gì nữa, các bạn nói game là gì? Người ta viết rõ ràng ràng rồi, SEA Games, game là chơi, SEA viết tắt ba chữ Đông Nam Á. Đấy chưa? Trò chơi của Đông Nam Á lần thứ 31, tôi dịch như lượt. Chi tiết cho các bạn nghe vậy luôn. Nếu bạn nào biết đừng có giận tôi nhé, tại vì khán giả nhiều người lắm. Người 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 nhỏ hơn tôi rất là nhiều, đấng cháu tôi không có, đấng em tôi không có, bằng tuổi tôi không có, rồi hơn đấng anh đấng chị tôi không có, rồi thậm chí tôi gọi bằng chú bằng bác cũng có mà thôi, mình nói chung chung vậy. Tôi giải thích cụ thể như vậy đó. SEA Games tức là trò chơi Đông Nam Á. Bây giờ thì bóng đá cũng là trò chơi, trò chơi là trò chơi thôi, gì đâu không biết nữa. Bây giờ tôi quay lại nè, tại sao người ta gọi là Đông Nam Á là cái vùng trũng, tại vì đá dở nhất thế giới, không có khu vực nào mà dở hơn Đông Nam Á nữa. Bây giờ tại vì Đông Nam Á có nhiều nước mà tôi thấy có 5 nước là tầm tạm, như tôi kể của các bạn đó, trong đó có Việt Nam nữa. Còn mấy cái nước kia đá cái gì đâu. Mà nói chung lại cả khu vực Đông Nam Á là vùng trũng, tức là chơi tệ nhất thế giới, không có chỗ nào mà tệ hơn. Thì bây giờ dù các bạn vô địch cái đám tệ nó thì cũng chả có gì để mà gọi là mãi đỉnh, cái chuyện rất bình thường. Ở đây tôi không có chê nha, nhưng mà mình cảm thấy nó chuyện nó bình thường hết sức, chả có vấn đề gì cả, thì cũng là trò chơi. Bây giờ mình vô FIFA nha.
cập nhật mới nhất nha. Việt Nam mình đi ngon lắm, đứng trên Thái Lan rồi nha, tại vì nhờ cái đợt SEA Games vừa rồi. Bây giờ tôi qua đưa các bạn xem này. Nhiều khi các bạn xem bóng đá từ Việt Nam đó hay vậy. Thật ra các bạn xem cái ranking, tức là cái thứ tự nha. Thứ tự trên thế giới nha, Việt Nam nằm ở đâu trên thế giới. Ok. Đây các bạn. Đây là FIFA.com đấy chứ. Mới nhất đó, update mới nhất đó. Thì các bạn thấy này, Việt Nam đội men nha, đội đội nam nha, đứng thứ 9 16, nhưng mà cũng có tiến bộ lên đó. Các bạn thấy cái dấu lên không? Việt Nam đứng thứ 9 16 nha. Nhưng mà women á, nữ á, thì tốt hơn, đứng thứ 32. Đứng thứ 32 là cũng ngon rồi đó. Đội nam thì yếu, hơi yếu, nhưng mà đội nữ thì vậy là tốt các bạn. Đứng thứ 32 là cũng cũng tốt lắm rồi đó. Các bạn thấy không? Việt Nam ranking này FIFA mới nhất đó nha. Đội nam đứng thứ 96, đội nữ đứng thứ 32, đúng chưa? Là thuộc dạng là khá nhất Đông Nam Á rồi đó. Hiện nay là khá nhất Đông Nam Á rồi đó. Bây giờ này, bây giờ tôi cho các bạn coi đội Mỹ này. Đấy chứ? Các bạn nên nhớ này, bóng đá ở Bắc Mỹ nha, trừ Mexico ra. Bắc Mỹ là gồm có Canada, Mỹ và Mexico, trừ Mexico đây nha. Ở bên này người ta không quan tâm tới bóng đá đâu các bạn. Dân Canada, dân Mỹ người ta không quan tâm tới đá banh, đá bóng đá đâu. Bên này người ta gọi là soccer. Nhưng mà cái từ bóng đá tiếng Việt mình mà ở châu Âu người ta gọi là football, mà bên này gọi là soccer. Bên này cũng có môn football mà khác, hoàn toàn khác. Còn cái đá giống như ở Việt Nam vậy á, mà các bạn gọi bóng đá thì bên này gọi là soccer. Nhưng mà bên Anh Quốc người ta gọi là football, bên châu Âu người ta gọi là football. Còn bên Mỹ, Canada cũng có môn football, nhưng mà không có phải giống như người Việt Nam đang xem, phải một môn hoàn toàn khác. Bên này gọi là soccer nha. Thì tôi nói các bạn này, cái môn soccer tức là tiếng Việt là bóng đá, dân Canada, dân Mỹ ít ai quan tâm. Nói không ai quan tâm là đúng, tại vì có người này người kia. Nhưng mà đa số dân Canada, dân Mỹ chả quan tâm. Bây giờ nói thì các bạn, cái đội bóng Canada, đội bóng Mỹ tôi cũng biết mặt ông nào. Đội bóng nam tôi cũng biết, đội bóng nữ tôi cũng biết cô nào hết. Quan tâm. Mà người dân ở đây nữa vậy, ở đây quan tâm là gì? Rất nhiều thể thao trong đó là gì? Canada này, hockey. Rồi gì nữa? Bóng rổ. Và một nhiều môn nữa, trượt băng, trượt tuyết, vân vân. Ở bên Mỹ như vậy, tương tự như Canada vậy. Còn cái môn mà đá banh, bóng đá họ không quan tâm thì các bạn. Đa số như vậy chứ không phải tôi nói tất cả, tại vì cũng có người này người kia. Không quan tâm nha. Tại vì mỗi nơi là người ta thích cái chung chung, là cái đa số là riêng, là nó khác, mỗi vùng khác nhau. Như vùng Đông Nam Á thì cái môn bóng đá này thì người ta chuộng hơn, ý tôi nói như vậy nha. Thì hồi nãy tôi đưa các bạn xem á, đội Việt Nam là xếp thứ 96 đội nam, và đội nữ tốt hơn 32 các bạn. Nhưng mà các bạn nên nhớ các bạn này, ở Việt Nam người ta quan tâm đội nam thôi, đội nữ rất là bạc bẽo. Mặc dù thành tích đội nữ khá, 32 là tôi nói ngon đó, mà ít ai quan tâm cái đội nữ, mà tội nghiệp mấy cô nữ. Còn mấy ông nam đá làm trăm trật đá giờ ẹt 96 đá cái gì gần trăm đá cái gì. Nhưng mà người ta quan trọng những cái cầu thủ nam các bạn, một điều rất là lạ vào đó. Bây giờ này, bây giờ tôi nói đội Mỹ nha, là cái nơi ít ai quan tâm cái môn soccer. Tiếng Anh gọi là soccer, tiếng Mỹ gọi là soccer, mà tiếng Việt Nam gọi là bóng đá, không ai quan tâm hết đó. Nhưng mà các bạn xem cái ranking, tức là cái sắp cái thứ tự này của đội Mỹ như thế nào nha. Đây, đội Mỹ các bạn, USA đứng thế giới, đội nam đứng thứ 15, ngon không? Đứng thứ 15 mới ngon chứ bộ, năm nay tụt hạng đó nha. Các bạn biết đội nữ Mỹ như thế nào không? Đứng đầu thế giới, Mỹ đó. Đứng đầu thế giới đội nữ, và đội nam là đứng thứ 15. Cái ranking rất cao các bạn. Nhưng bên này có mấy ai để ý các bạn? Cả hai đội người ta chả để ý, tôi chả biết mặt mày ông nào đó banh bên Mỹ, ông bà cô nào đó tôi không để ý đâu. Và tôi nghĩ nhiều người Canada, người Mỹ cũng ít ai để ý lắm, mà cái vị trí của họ rất cao. Đội nam đứng thứ 15, đội nữ đứng thứ nhất nhất thế giới. Không có ai mà ăn mừng đi bão như Việt Nam đâu. Thậm chí vô sân thì người ta cũng vui 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 vậy thôi, đi về rồi về vậy thôi, người ta chả quan tâm. Vì sao không quan tâm? Vì là game, vì là game. Còn mà sôi động là môn hockey, môn bóng rổ thì người ta hồ hồ hởi hơn, nhưng mà ở trong sân mà thôi.
Ra ngoài thì cũng đi 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 vậy thôi, cùng lắm người ta mặc cái áo của cái đội tuyển đó. À, tôi thấy nhất là hockey bên Canada, à, thích cái đội nào thì mặc y cái áo đội đó đi cổ động viên, đi 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 vậy đó, rồi cũng vẽ mặt vẽ mày cho nó vui vậy chứ. Mà người ta đi đàng hoàng chứ không phải vừa đi vừa la vừa hét là cầm cờ cua quơ rồi đưa hình Bác Hồ, đưa hình thủ tướng lên có, đưa hình tổng thống có, nhưng mà người ta vui á, là vui trong sân á, vui trong sân thì thoải mái, thích làm gì đó làm, đừng có làm bậy được. Nhưng mà xong rồi thì thôi người ta đi về chứ không ai mà lái xe mà chạy vòng 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 là tông nhau rồi tùm lum có. Không có chuyện đó nha. À, đó là đội Mỹ nha. Nam đứng thứ 15, nữ đứng thứ nhất, nhất thế giới nha. Bây giờ các bạn coi đội Canada này. Tôi dân Canada, tôi nói là Canada cho các bạn xem này. Canada các bạn chỉ 34 triệu dân mà thôi. Bằng 1 phần 3 của Việt Nam các bạn. Dân Canada chỉ bằng dân số, chỉ bằng 1 phần 3 Việt Nam. Mà ở Canada, cái môn bóng đá này bên tôi gọi là soccer, chả ai quan tâm. Ít người quan tâm, nói chả ai thì cũng đúng, tại vì cũng có nhiều người họ thích, không mấy ai quan tâm các bạn. Thật sự tôi cũng biết trong đội Canada gồm những người nào tôi không biết, gồm những cô nào tôi cũng chịu luôn, mà thành tích như thế nào tôi cũng biết, tôi mới sợ đây. Và tôi nghĩ nhiều người Canada giống như tôi vậy, không ai quan tâm ở đây, người ta quan tâm hockey à, rồi bóng rổ, rồi trượt tuyết, vân vân, nhiều môn lắm. Bây giờ tôi đưa các bạn quay Canada xếp hạng như thế nào nha. Đây các bạn. Canada, đội Nam đứng thứ 38. Ngon không mà năm nay bị giảm hạng rồi này, đứng thứ 38, 38 thế giới đó nha. Đội nữ các bạn biết đứng thứ nào không? Đứng thứ 6. Ghê không? Đứng sau Netherlands và Germany này, đứng trên Tây Ban Nha này. Môn bóng đá ở Canada người ta chả quan tâm mà người ta xếp hạng như vậy đó. Có cái gì đâu, xếp hạng cao chứ bộ. Nữ này đứng thứ 6 này, mà nam này đứng thứ 38 này cũng tạm được chứ bộ. Còn Việt Nam đứng đứng đầu đâu mà đứng thứ mấy quên rồi, 99 nữa, 96. Đội nữ đứng thứ 32, có gì đâu mà đi bảo. Tôi giờ thích các bạn đi bảo là đi như thế nào. Các bạn thấy bình thường, tại vì sao? Game mà. Ngay cả hockey bay đây vậy, người ta yêu thích, như tôi kể các bạn nghe là ví dụ tôi thích đội này, là tôi mặc áo đội này tôi đi, à, tôi đi đi, tôi mặc từ nhà tôi đi rồi, tôi đi vô sân rồi tôi hò, tôi hét, tôi làm đại khái mình làm như thế nào đúng luật thôi, chứ đừng có ném đồ người ta đại khái như vậy, đừng có làm loạn là được. Rồi rồi xong rồi đi về bình thường, cái đâu có, tôi đâu có thể cầm xe tôi lạng, tôi lắc rồi tôi cầm cờ tôi giơ, tôi đưa hình thủ tướng là tôi đưa, ai mới đi làm chuyện đó, mà ai làm cái chuyện đó hết. Bên này người ta không có cách ăn mừng mà ăn mừng vậy thôi. Vui là vui nhất là trong sân. À, còn nếu không á, thường thường là tôi quay con ba nhiều hơn, chứ vô sân nhiều khi đông đúc tôi lười, với lại nhiều tiền quá. Không có tiền, làm YouTuber nghèo không có tiền. Cho nên thường quay hockey á, là tôi vô con ba là vui nhất. Mình vô mình ngồi mình uống chai bia hoặc mình uống ly rượu, nó ngồi quay rồi cũng cũng la hét cũng đôi. Ở đây người ta cũng la hét vậy nhưng mà chỉ trong khuôn khổ đó thôi. Nhưng mà chỉ la hét vui vui được thôi, chứ không phải là cầm ly ném người ta, không có bậy bạ. Rồi đội đội mà thua, đội mình thua mình buồn chút, đội mình hơn thì mình cũng vui. Nhưng mà rồi rồi đi, đi đi ra ngoài thì lái xe đi về nhà thôi, nhưng không ai mà cầm xe mà đi lạng qua lạng về rồi hô hào rồi mình rồi rồi như có Bác Hồ trong người vui đại thắng, rồi đưa cờ lên rồi đưa Bác Hồ lên, không có, không ai làm cái chuyện đó hết á. Mà đi ngoài đường mà làm loạn quạ mấy công an nó hốt xác, cảnh sát nó hốt cổ luôn, nó thu băng luôn, không ai khuyến khích cái chuyện đó các bạn. Chứ không phải là đội nhà thắng là thích làm gì làm có đâu, trật tự là trật tự, mà chuyện thắng thua là chuyện game, không quan trọng gì hết. À, tôi nhắc đi nhắc lại vậy các bạn, đừng có nói tôi lẩm cẩm chưa già đâu, chưa đến mức độ phải già lắm mà lẩm cẩm nha.